những cái cây ổi nữ hoàng này cô chú anh chị ơi. Cây ổi nữ hoàng này 120 này, cao hơn 4 feet ấy. Đây nè. Đó. Ổi thì rất là nhiều. Cho cô chú anh chị coi. Ổi ruby Đài Loan, ổi nữ hoàng, ổi Thái không hạt. Đó. Rồi ổi Đài Loan không hạt. Rồi ổi cẩm thạch bên kia. Có đầy đủ các loại ổi nhé cô chú anh chị. Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là buổi chiều của ngày thứ 6 thì EKT Nursery tiếp tục on sale những mặt hàng giống như là chậu nhá, chậu 3 chậu 7 galon thì 3 đồng này. Chậu 15 galon mà cao thì 4 đồng này. Đây là chậu 15 galon nùn này thì 5 đồng này. Còn chậu này là chậu 25 galon thì là 10 đồng này. Còn chậu 45 galon mà cứng thì là 25 đồng này. Còn chậu 35 galon á là 20 đồng. Còn cái này là fit mod này, cái loại này á đâu rồi? 3.8Q. Đó, cái loại này rất là bự luôn mà cái fit mod này rất là tốt. Nó giữ ẩm cho cây. Đó, cô chú anh chị nào mà cần mix với đất phân thì mua cái fit mod này về là thoải mái rồi, nhiều lắm. Thì EKT bán là 30 đồng một cái bịch lớn như thế này luôn đó cô chú anh chị. Thì đối với những phân chậu thì cô chú anh chị tới vườn pick up nhé. Em chỉ có delivery cây thôi. Đây, bự lắm. Còn đất con cá này. Đất con cá là 15 đồng này. Còn phân này, phân các loại này. Phân này là cho thân rễ rồi là trái, cành lá luôn. Thì cái loại này thì nó không không sợ rụng bông rụng trái nhé. Cái này nó có chất giữ cho trái lại cho cây. Cái này là 3 lần lắm, dùng cho lan cũng được và dùng cho rau cũng được, một tuần dùng một lần. Còn cây này, còn cái loại này là dùng cho giữ trái này, xịt lên bông cũng được mà tưới xuống dưới gốc cũng được. Thì hai cái loại này á, là 75 đồng một bao, 25 phao. Còn cái em 14 này thì vẫn on sale là 100 đồng một bao, pick up tại vườn nhé cô chú anh chị. Còn những ai mà delivery thì là 120 nhá cô chú anh chị ơi. Đó. Rồi, ngoài ra thì em cũng có bán những cái hũ nhỏ này 10 đồng này. Cô chú chị anh chị nào không cần mua bịch lớn thì mua sang cái hũ nhỏ cũng được. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu một số mặt hàng của ngày cuối tuần. Đây là những cây saboche mà chậu 15 galon tiệm mà đợt này sẽ clearance luôn á, clearance là dọn á. Thì là còn có 100 đồng một cây. Cái loại này là loại cây chiết và là giống analo lòng mứt. Thì cây cao cỡ hơn 4 feet rồi 4 feet. Nghĩa là cô chú anh chị nào tới á, sớm thì chọn cây sớm nhá. Đây cho cô chú anh chị coi. Đó. Là 100 đồng một em clearance. Đó cho cô chú anh chị coi này. Rồi. Còn sang bên này là mấy cái em size lớn hơn á. Là tiệm sẽ bán là 130 một em. Size lớn hơn. Mấy cái em này là cô chú anh chị nhìn này. Tượt ra rồi. Đó. Có hai size. Đây cho cô chú anh chị coi này. Đó, cây khỏe lắm rồi. Nó đang ra tượt non cây này này. Cây này rất là khỏe. Đó là 130 bên này. Bữa giờ cứ âm thầm bán. Cũng cây đi cũng nhiều lắm rồi đó cô chú anh chị. Để em xem cái em này là em gì. Cái em này là Morina này. Morina cũng 130 luôn, on sale cho nó sạch sẽ luôn cô chú anh chị ơi. Clearance đó. 130 nhá. Cây Morina này khỏe lắm mà dễ đậu trái. Trái ăn ngon nha cô chú anh chị, trái lớn chứ không phải nhỏ đâu ạ. Còn một em Monique này, trái cũng thuộc dạng lớn đấy chứ không nhỏ đâu nha cô chú anh chị, mà rất là dễ đậu trái. Cây này cao qua đầu em. Mà đang sell với cái giá là 200 đồng gốc to nha. Đợt này là clearance luôn đấy chứ không phải là sell nữa rồi. Bên này là Butterscotch này. Butterscotch thì cô chú biết rồi, nhà Tú có một cây rất là to. Cỡ cái bắp chuối đấy, cao phải 8 feet, trồng xuống dưới đất rồi. Cái loại này rất là dễ đậu trái. Mà trái thì ăn ngon có tiếng rồi nha. Cây ghép rất là khỏe. Này đang ra bông. Đó, cái em này á, là 200 đồng. Cây đẹp lắm nha cô chú, khỏe lắm. Cô chú nhìn là biết rồi. Đó, đang có bông này. Đang có bông quá trời luôn. Đấy, xanh tuyệt, xanh ôm.
Còn những cái chậu lớn ở dưới kia á, đây cho cô chú anh chị coi, có giá hết rồi, có giá ghi trên trên cây hết rồi. Nha, những cái chậu lớn như thế này là 300 này. Cây mạnh nha. Đây, không còn nhiều đâu, hàng cũng còn hạn chế. Cao cũng cỡ 6 feet, cái này mà trồng xuống dưới đất là đẹp, tại vì cái cây cao á trồng xuống dưới đất nó phải thấp xuống nữa đấy cô chú anh chị. Còn nếu mà mình muốn trồng chậu á thì mình lấy mấy cái cây giá 200 kia là đẹp. Đây còn cái cây này trồng để chậu là đẹp này, tàn nhiều này. Cây này bự này cô chú anh chị ơi, gốc to nha. Đó. Cây này giá cao hơn mấy cái kia này. Đấy. Cho cô chú anh chị coi này. Đó, cây này Border Scott 450 nhá. Cây rất là khỏe luôn. Rồi bây giờ đi sang cái hàng mãng cầu. Mãng cầu nhà em có nhiều lắm. Em mãng cầu này hình như là do Thái của chú anh chị ạ. Gốc to nha. Cây này là 350 này. Cây rất là đẹp, không có cao lêu nghêu mà tán đi ra rất là đều, rất là 3 lần. Đó. Cho cô chú anh chị coi đó. Trong cái chậu 20 ga lông. Còn có một cái em ni xà này này. Cái ni xà này là cái ni xà giống mới nha. Còn cái ni xà đẹp là cái gai nó khác. Đây này cho cô chú anh chị coi. Đang có cái trái mà trái bự lắm. Ai thích cây này thì gọi em nha. Cây siêu to. Đó. Này. Xoãi cánh ra như con đại bàng luôn. Cây này nếu ai muốn ship thì em phải cắt xuống. Gốc to lắm. Nhìn nó biết rồi. Ô, đặc biệt đợt này có cái em định quán. Định quán là em này là 80 đồng nè. Ai ở gần chạy tới nhanh nha. Còn có một loại giống mới nè. Cây giống này thì nhìn tưởng là nó là... cô chú nhìn cô chú tưởng nó là do Thái nhưng mà không phải nha. Cái tên viết tắt của nó đây đâu là LVB. Cái giống này khi mà em mua cái cây giống vào rất là mắc. Và em đã cho ra cái cây cái con đó là cái cây này. Và đã được một cái trái, em đã ăn rồi. Cái trái này rất là dai, ngọt, có mùi thơm nhẹ của trái na. Đó là một trong những cái giống mà giống mới nhất bây giờ đấy. Là tiệm đã có rồi, thì cái cây này tôi bán là 150. Cây khỏe lắm. Cao cỡ chừng 4 feet. Cô chú anh chị coi này. 150 nha, giống mới đó. Ai mà thích giống mới chưa connect thì lấy em này về. Em này là hội tụ giữa em Úc và em Do Thái. Trái lớn, không phải trái nhỏ. Còn đây là một em chắc em Úc quá cô chú anh chị, em Úc. Này, có một em Úc. Em Úc này 120 nha. Đó. Còn ngoài ra có những cái em Úc khác này. Lớn hơn. Đó, cho cô chú anh chị coi. Cây bự nha. Cây bự mà cao chót vót. Đấy. Cây này là em bán là 450 này. Cây to nha cô chú anh chị nhìn cái gốc à. Rồi bên một hàng SSA này. SSA này. SSA đợt này là còn tưng đây nữa là hết rồi, không còn nhiều hàng đâu. Là 180 một em. Hết rồi đó cô chú anh chị. Và bên cạnh nữa là mấy em hoàng hậu hết luôn rồi, còn bốn em thôi, 180. Và đằng sau là những em tình yêu cũng 180, cũng hết hàng rồi. Ai không nhanh tay là hết. Phía trước có một em Nisa 120 này, còn một em sót lại. Và đây là những cái em mãng cầu do Thái đỏ, trái nhiều lắm. Đang on sale là 350, nhưng mà on sale xuống còn 300 đó. Cây nào cây đấy là trái đầy. Ồ, còn cái em này thì nạc trôi ở giữa cái dòng này là em này 200 đồng nè. Gốc to chưa? Đấy. Còn bạn này nè, cây bự nha. Trái đầy núp nùm ở trong cái lùm cây đó cô chú anh chị. Đó, là 300 này, gốc to như cô chú. Còn em này thì là một cây giống mới này. Không biết có phải là Giant Sugar Apple không? Lại nạc trôi một em về đây. Cái giống này là không biết là giống gì luôn á. Đấy, một em mới là nạc trôi vào đây là 250 này cô chú anh chị. Cây gốc to nha. Đấy, gốc to nha. Mà mắt ghép rất là đẹp, smooth, 250. Rồi, bây giờ em có mới về mấy bạn xem này. Mấy bạn Úc này. Mấy bạn Úc AP là 120 này. Đó, có hàng 120. Và em mới về những cái bạn mà gọi là đây là những em do Thái đỏ này. Cái em này có giá ghi hết ở trên là 140 một em, 140 một em, có trái hết luôn nhá. Cây nào cũng có trái, không ít thì nhiều. Đó.
là cao khoảng qua đầu em luôn. Cây rất là khỏe, 140 140 một em. Đó, cho cô chú chị coi. Còn em này là 80 đồng này, sục kiều có một cái trái. Đó, 80 đồng. Còn mấy em này là Úc 2 mà mấy cây lớn, gốc lớn, gốc lớn. Đó, 140. Đấy, quá trời cây luôn là cô chú chị nhìn này. À, gốc bự chưa? 140 140, đỏ rồi Úc 2, 140 140 nhá. Cây này mới to chứ. Ồ, cây này gốc to lắm. To lắm luôn. Quá đẹp. Này, bên này còn nữa cô chú anh chị ơi. Đó, nhiều lắm. Và bây giờ em còn mấy cái em bơ này. Bơ cổ dài này cô chú anh chị. Ai thích cái bơ cổ dài thì gọi em. Đấy, bơ cổ dài 60 đồng một em nhé. Xem em lại, em xem mấy cái em đây là mấy bạn vũ sữa này. Vũ sữa ra bông quá trời bông luôn. Cây bự như này cô chú anh chị nhìn này. Cái vũ sữa này nó về cani lâu rồi, cả năm nay rồi đấy cô chú anh chị, quen với cái hiệu cani của mình rồi. Đây này, cây to lắm. Bốc rất là to, chậu 45 ga lông. À, vườn Tú đang on sale là 800 đồng nhá. Chỉ còn 2 cây thôi, cũng không có nhiều đâu. Mà cây nào cây đấy tàn rất là to. Có bông hết rồi à. Mà đợt này em sẽ nhận order đi miền Bắc cani. Đó, những cô chú anh chị nào muốn những cái cây lớn như thế này thì liên hệ em. Trời, nó sắp nở bông rồi. Thích quá. Đang chờ từng ngày cho nó nở bông đó cô chú anh chị. Đó. Đây là những cây sa bô chê lớn tại tiệm. Đợt này là em on sale rất là nhiều mặt hàng. Đây là những cái cây nho sân gỗ ở Tứ Quý này. Cây lớn này, cây này ship đi được. Đó, cây này thì em ship đi được này. Cây này đang có bông. Đó. Bông nhiều lắm, cây này nó ra liên tục tung bùng luôn. Đây. Cây này on sale là 1.500 này. Cây bự nhá. Cao ở 8 feet ấy. Cây này ship đi chắc em xin phép là sẽ cắt xuống. Em mới ship một cây nho thân gỗ đi, to lắm. Và khách hàng đã nhận được rồi. Này, cây này nữa này. Cây này cũng, cây này thấp hơn. Cây này 1.000, nó xeo xuống còn 1.000 nhá. Đang ra bông quá trời luôn. Đó. Ship đi được hết đấy cô chú anh chị. Đây này. Mấy cái em sạc bô chê này. Sa bô chê em này thì chưa có ra bông. Đang nhu nhú thôi. Sai nát gút. Đó. Nhưng mà cây to lắm nha, không có nhỏ đâu. Để em quay cho em nào cái giá. Cái giá on sale là 650 nha cô chú anh chị. Bình thường là bán cỡ 750 đấy. Mà bữa nay on sale còn 650, cây rất là to. Và cái giống này thì nó ra trái rất là dễ luôn. Đó. Đây nữa nè. Ai mà chờ đợi là hạnh phúc thì đây. Cây bự rồi, chuẩn bị ra bông rồi. 650 on sale đó. Cây đẹp. Bây giờ em sẽ đi quay cây xoài Nam Đốc Mai. Cây này nè. Cây này đang có trái nè. Cây này đang có trái. Trái quá trời trái luôn. Cây này đang on sale với cái giá là 700 đồng đó. Đó, cô chú anh chị coi. Này em táo Thái, cái loại này là loại trái lớn nhá, Giant á. Đang có bông. Này, gốc to lắm. Cái giống này là giống này đã được ăn rồi. Bao ngon. 250 một em, có hai em. Đây với cái cây xoài, đợt này xoài sale rất là nhiều. Nam Đốc Mai 4 mùa. Mùa đông cũng ra bông luôn. Đó, cái cây này on sale với cái giá là 700 đồng. Ở trong cái chậu 45 ga lông mà bông ra rất là nhiều. Nam Đốc Mai number 4. À, cô chú anh chị nhìn gốc to chưa? Đây, còn bác nào mà muốn cái dáng nó đẹp hơn, tàn nó xòe ra nhiều hơn, em cũng có nhá. Có đầy đủ các mặt hàng cho cô chú anh chị chọn. Hoặc là cái hàng mà nhỏ hơn đây em cũng có, mà nhỏ nữa em cũng có. Nên là xoài em rất là nhiều, đủ thứ mặt hàng. Nam này, răng ra tượt non này. Gốc to lắm. Trời ơi.
Sải tượng Việt Nam gốc to nha cô chú anh chị. Tượt non ra rất là nhiều luôn. Sải tượng Việt Nam đang on sale cái giá là 700 đồng. Bên cạnh là có một em sa bồ chề. Sa bồ chề này mà thả xuống rất là đẹp, vì là nó sẽ thấp xuống, ở trên nó sẽ bung ra giống như cái dù. Đó, cô chú anh chị nào thích thì tới. Chỗ này là mấy cái thằng màu đen, mà cái này già đời rồi. Mấy bạn này sẽ có thể là có trái trong vòng cỡ 2 năm đổ về đấy. Cái này già độc rồi. Mấy bạn này đang on sale với cái giá là 400 đồng. Đây cô chú anh chị ơi, cây này là cây già tuổi rồi, các kiểu các dáng dáng đủ kiểu dáng. Còn đây là cái em mà siêu khủng, cái này là Alano đấy, mà cái xa cái trái này trái lớn chứ không phải trái nhỏ. Alano có nhiều cái trái sao nó nhỏ xíu vậy ta, lạ thật. Đây lòng mướt nhá, đợt trước trái nó nhiều lắm rồi, hái ăn hết rồi đó, giờ nó tiếp tục ra nữa này. Cây siêu bự của tiệm, ai thích cây siêu bự thì tới. Còn đây là những em bơ đang on sale cho nó sạch sẽ luôn, là mấy bạn này là đang sale xuống còn 50 đồng này. Bơ đủ loại ở đây không thiếu loại gì hết, là cây là bao và cao qua đầu em luôn là cô chú anh chị. Bơ nhiều lắm, đang sale 50 đồng nhé, sale cho sạch luôn. Clearance thôi chứ không phải nói sale, clearance. Clearance cô chú anh chị ạ. Em vải thiều hạt nếp chậu 45 galon, cây rất là khỏe luôn. Cây vải này thì nó chịu lạnh tốt nha cô chú anh chị, tại vì nó sống ở miền Bắc ấy, chỗ khu mà Lục Ngạn Bắc Giang ấy, chỗ đấy là trên miền núi cao á, thời tiết nó lạnh hơn ở dưới miền đồng bằng rất là nhiều, mà cây vải sống tốt nhá. Cây này 800 đồng là cô chú anh chị. Ai ở gần thì nói em chở tới nhà luôn. Cây này nó ở Cali mình lâu rồi, cây chiết ở Cali mình lâu rồi, không phải cây Florida đâu nhá cô chú anh chị ơi. Loại bông này gọi là bông mọc hương. Nó có rất là nhiều tác dụng, cái rễ của nó trị bệnh luôn đó cô chú anh chị. Cái bông tuy mà nhỏ nhưng mà cái mùi thơm của nó lan tỏa ra rất là thơm. Cái mùi thơm của nó được kết hợp với lại mùi bông lài và mùi hoa thiên lý. Em thực sự là khi mà em thấy cái mùi cái bông này em ngạc nhiên luôn, và em quyết định là sẽ ring các bạn này về để chia sẻ với tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Chỉ cần cô chú anh chị và các bạn trồng một cái cây trước cửa thôi là thơm ngát à. Đấy, giờ có rất là nhiều loại hoa để cho mình chọn. Cái này có thể ướp trà được, cái mùi rất là thơm. Nè, cô chú anh chị nhìn này. Cây khỏe lắm. Cây này là 30 đồng một em này. Còn cái em hoa này á, hoa này jasmine á, double jasmine á, là 40 đồng nhá. Cây khỏe lắm, cây này ship đi vô tư không vấn đề. Đó, người đang ra tượt này. Này, hoa huyết là có đầy đủ rồi đó cô chú anh chị ơi. Đằng sau là những em sung bonsai, sung Việt Nam này. Ai thích sung bắn size Việt Nam, size lớn này thì gọi cho em. Đó. Nhài mà cánh đơn của Việt Nam mình, cái loại nhài cánh mỏng của Việt Nam mình á, có luôn. Mấy em nhài cánh mỏng này thì đang on sale là cây lớn kia sung xuê là 30, còn cái cây nhỏ này này là 25 đồng nhé. Đó, thơm lắm luôn á, cái này cũng dùng để ướp trà được đó cô chú anh chị. Này, cái bông của nó này, nó rụng, nó có mấy tầng cơ, nó rụng dần xuống, thơm lắm. Đây là những bạn seri. Những cái bạn seri này thì tiệm này gốc to chưa? Đấy. Này, gốc to hơn cái ngón tay cái này. Đó, cho cô chú anh chị coi. Những cái em này trọng 15 canon là bán 70 đồng một em, gốc to bằng ngón tay cái. Cái này seri này dễ ra trái lắm. Mùa tới là ra trái thôi. Đó. Cái này làm bonsai được cô chú anh chị ạ. Cái này làm bonsai seri được, cắt ngắn xuống uốn được mà dễ ra trái. Đây là cái em mai vàng Việt Nam, cao 5 feet. Hôm nay có một chị tới hỏi mai vàng Việt Nam mà để lung tung quá rồi không có kiếm ra. Này, cao 5 feet luôn cô chú ơi. Đó, thích thì rình luôn. Me ngọt này cô chú anh chị ơi, 80 đồng một em, cây ghép nhá. Cây me ngọt Thái cô chú anh chị ạ. Ghép thì nó nhanh ra trái lắm. Được cái cây nó khỏe rồi nên là em để giữa trời như này này. Không có bao bọc gì hết á. Cô chú anh chị tới là thấy cây nhà em là mang ra giữa trời đó. Chống chọi với lại thiên nhiên. Đây, cái em này cô chú anh chị có biết là cây gì không? Cây này là cây cây này được dùng để nấu nước, gọi cây ná vối. Cây ná vối, không có nhiều đâu, em có 1 2 3 4 5 5 cây. Cây ná vối này này em bán 80 đồng một cây này.
Đó, cây lá vối đó cô chú anh chị. Cây lá vối này á, là nó chịu lạnh được nha. Vì cây lá vối nó sống ở miền Bắc nhưng mà không chịu được tuyết đâu. Cây này là có duyên lắm thì mới gặp được nó đấy. Em kiếm mãi. Bây giờ em mới gặp nó, cây này cao hơn 3 feet. Nè, cây lá vối 80 đồng một cây. Ai tới sớm thì chọn cây đẹp sớm nhé. Lấy cái hàng này vào rất là mắc. Hàng này là có của một cô có collection, cô để lại cho em đó. Tại vì cô bảo là dân miền Bắc là biết cái này. Đó, cây lá vối. Cây lá vối này của chú anh chị. Cây này là dùng để nấu nước uống. Rất là tốt và rất là nhiều công dụng cho cái cây lá vối. Ngoài ra thì em có cây trà xanh. Cây trà xanh thì là 20 đồng một em. Lá cách đợt này thì nó không có sum xuê bằng cái đợt trước. Nhưng mà cây nào cây đấy cũng phải cao qua đầu luôn ấy. Đó. Cây lá cách này lá rất là thơm. Cây mạnh như này là không có sợ mùa đông nhé cô chú anh chị. Đó. Cây lá cách. Cô chú anh chị ơi, 70 đồng một em, cây nào cũng có bông hết đấy. Khế ngọt này. Khế ngọt chậu 7 gân ông mà cao hơn 5 feet là 70 đồng một em. Nó đang đậu trái rồi cô chú anh chị ạ. Có loại carry, loại khế Đài Loan. Nghĩa là nhà em nhiều giống ở đây lắm. Rồi em sẽ đi sang cái loại 100 đồng cho cô chú anh chị coi. Cây nào cũng có bông hết cả rồi. Gốc to nha. Đấy. Ngoài khế ngọt thì em có khế chua. Cô chú anh chị nhìn những cây khế này là những cây khế mà rất là khỏe. 100 đồng một em, cây nào cũng có hoa hết rồi cô chú anh chị ạ. Những cái cây trầm to như thế này này, cô chú anh chị nhìn cái gốc bự không? Này em bán 150 một cây nhé. Cây bự lắm. Cây nhỏ hơn thì là 100 đồng. Cây siêu to, cây này thì chịu lạnh tốt lắm nha. Cây trầm xanh u mà. Mấy em cóc thái có trái mà cây nùn. Trái lớn lắm nha, không có nhỏ đâu cô chú anh chị ạ. Đó. Này. Cây này trái mới nhiều chứ. 120 một em này cô chú anh chị ơi. Trái nhiều lắm. Đó, trái quá trời thôi, chịu cả phao chứ không có ít đâu. Đằng sau là mấy em Ngọc Lan này. Canarian luôn còn 80 đồng một em đó. Còn bên này là mấy em cóc thái này. Canarian luôn là 50 đồng nè, cao cũng 5 feet đấy chứ không đùa đâu. Đó cô chú anh chị nhìn này. Đó. Mận thì em có nguyên một vườn nhé cô chú anh chị. Cần cây mận gì thì cứ liên hệ với em. Đây, cái này em là mận thái xanh đít luôn, giòn ngọt này. Có luôn, đủ size ở đây nhé. Cô chú anh chị, nách gô của em này. Nách gô của em nhìn thấy vậy thôi nhưng cái rễ nó rất là khỏe luôn rồi đó. Này, nó đang ra tượt này. Nách gô này. Nách gô đó. Ba em này là giá 130 một em nhé cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào chỉ muốn chờ khoảng 1 đến 2 năm là có trái nho thân gỗ để ăn á, thì cái mấy em tư quý này này 300 đồng một em này. Trước là 4 đến 500 đồng một em mà bây giờ ăn sale xuống còn có 300 đồng một em. Cây rất là khỏe mà xanh u mà. Còn bên này á, là những cái em hybrid á. Nho thân gỗ cao cả 4 feet á. Em clearance hết chỗ này là 100 đồng một em nhé cô chú anh chị. Đó, 100 đồng một em. Còn có một em màu xanh này. Cái giống này nè. Là 150 một em luôn. Clearance cái em vũ sữa tím rồi vũ sữa xanh. Là 50 đồng một em vũ sữa ghép nha cô chú anh chị. Cái ghép nó đang ra tượt quá trời luôn rồi. Còn mấy cái bạn mà cây lớn như thế này này, màu tím á. Cây lớn lớn như thế này là bây giờ clearance xuống còn có 180 này, tượt non ra rất là nhiều. Cây ghép khỏe lắm. Đó. Cây bự nha cô chú anh chị. Rồi. Sẽ đi sang đây nữa. Trứng gà rồi rất là nhiều luôn, trứng gà trùm ruột này. Nhãn vải là nhiều, thoải mái nhá. Đây là những cây xoài tượng Đài Loan này. Vườn lần này là xeo hết luôn, xeo sạch sẽ. Là 120 mà gốc to như thế này đây, cô chú anh chị nhìn đi. Rồi có cả xoài xoài gì nhỉ? Xoài bốn mùa nữa. Xoài bốn mùa mới xoài Thái. Xoài Thái là ăn xanh ngọt giòn ngọt á. Đó. Đó cái hàng này này, 120 này. Ma Hà Trà Nốc với một em Nam Đốc Mai này. Đây cho cô chú anh chị coi.
Mà hai trà nóc này bán với cái giá là 250 này. Còn cái Nam Đốc Mai này này cũng 250 luôn. Cây lớn. Đây nhiều cái giống xoài ở đây, những cái giống xoài mà giống như là giống xoài Philippines hay là xoài Kerry hay là xoài Ấn Độ, những cái dòng xoài đấy đấy. Bây giờ vừa đang clear những cái gốc bự bự như này là 180 một em nhé cô chú anh chị. Không biết có cái cây gì kia kìa. Có bông luôn đó. Những cái dòng xoài khác á. Wow, em này có trái luôn. Này cô chú ơi. Trái to chưa? Cái này nghi giống như là xoài Glen quá. Mà cái này 180 là cũng quá đã. Đó. Cherry Glen gì xoài Mỹ gì đó này em clear hết chỗ này là 180. Cây bự lắm luôn á. Có một cây xoài này to vật vã không biết cây gì, chắc giữ cây đó lại. Mất thác à. Để mấy cái em xoài mà trái trái treo lủng lẳng trên cành em đây hái hết xuống rồi, nó chín quá rồi đó. Này gốc to này dựng nó lên rồi đang còn xeo cho sạch vườn luôn là 700 một em. Cái cây này bự như này cô chú anh chị nhìn này, Vanessa Pride này đó, tới sớm chọn cây đẹp sớm nhé, 700 một em này. Em xoài này là em xoài gì mà nó mất cái tên rồi. Nó ăn xeo xuống cho cô chú anh chị coi, 300 cái em này, loại này loại ngon nhé cô chú anh chị. Cái gốc là cô chú anh chị nhìn đi. Gốc rất là to, xoài Valencia này. Đó, cái em này là 700 đồng một em. Cuối chiều rồi. Cứ mãi van buôn bán rồi quên không quay quay phim. Giờ mới nhớ ra là cuối tuần rồi mình phải đi lên YouTube quảng cáo mặt hàng. Nhiều lắm, trái treo nghĩa là nó nhiều xếp, nhiều dáng lắm cô chú anh chị nhìn này. Em quay sao cho cô chú anh chị nhìn cho nó thấy đẹp ha. Nguyên một hàng xoài này. Cây bự lắm nha, 700 đồng một cây. Cây to lắm. Trái đầy trên cây luôn đó. Valencia này cô chú anh chị ạ. Trời ơi, cao chắc là phải 12 feet. Nhiều lắm. Đây có một cây này ở đâu kéo tới đây. Siêu to. Cây siêu to này 900 của chú anh chị ạ. To lắm. Cây cuối cùng cây siêu to luôn đó, 900 đồng. Những cây em apricot mà 5 loại này là giờ on sale xuống 100 đồng một em này. Chịu tuyết được nha cô chú anh chị. Rồi là cái cây mà cây apple 3 trong 1 này. On sale xuống còn 80 đồng á, đủ thứ apple trong này. Còn đây là những cái cây mà cây beech hay là cây nectarine á. Này em on sale xuống còn 40 đồng. Đây này, quá trời luôn. Cây liệu này chịu lạnh được đó. Này em bán những cây này này. 30 đồng một em này. Cây liệu cũng phát triển mạnh lắm cô chú anh chị ạ. Liệu này nhá, có trái này cô chú anh chị ơi, cái liệu này á, cô chú ăn cái trái cái hạt của nó rất là mềm mà cái vỏ của nó màu hồng hồng á. Này, nó không có đỏ hẳn, cái màu nó hơi hồng hồng, nhiều người nói như liệu bạch cái sao, tại vì cái liệu bạch nó cũng đâu có trắng đâu. Nó cũng hơi hường hường như này nè. Liệu ăn rất là ngọt mà hạt hạt gì nhỉ? Hạt 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 rất là mềm. Đó, ngọt mà hạt rất là mềm. Cô chú anh chị ơi, mấy cái em hồng mềm này, xem có hồng gì. Hồng mềm trái lớn này, lát chứ, trái lớn. Ăn rất là ngon. 50 đồng này cô chú anh chị. Hồng này nó chịu tuyết được đó cô chú anh chị ạ. Đó hồng đó, hồng nhiều lắm. Còn bên này là những cái em mà dâu trắng, cây bự 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 này này. Em sale là 100 đồng một cây. Dâu trắng trái ngắn. Dễ ra trái lắm, tuốt cái lá nó ra trái à. Ăn dâu thì rất là tốt cho sức khỏe. Giống như chị bệnh an thần đấy cô chú. Đây nè, bạn này đang có trái nè. Đó. Đang có cái trái. Dâu trắng. Em có rau rau gì đây ta, rau quế của chú anh chị ơi, rau quế 10 đồng một em nha. Đấy, thơm lắm, trời ơi, về hái về ăn thôi à, ngửi cái mùi rau quế là thơm phức luôn. Về để gói cá chiên rồi. Có em khế tình yêu, khế tình yêu đang ra bông, khế
khế này là cái loại khế mà chơi bonsai mini đấy, để trên bàn đấy. Khế chua tình yêu nha cô chú anh chị ơi. Cái này nó dễ đâu, bông nó năm nó ra bông mấy lần đấy. Hè ra một lần, bây giờ lại ra tiếp này. Này, cây tình yêu này ai thích thì liên hệ em, hàng collection nhé cô chú anh chị. Hàng này khó kiếm lắm luôn. Ồ, bạn ấy lớn rồi nè. Ăn ngọt nị mà cô chú anh chị ạ, ngọt lắm. Đấy. Ai thích thì tới kiếm. Gốc các kiểu luôn, gốc to lắm. Mận Sóc Trăng, cái size lớn này cô chú anh chị. Đó, cái size lớn này. Đang sell xuống còn có 220 một em thôi. Em còn khoảng 20 chậu, không còn nhiều nhá. Cô chú anh chị nào thích thì liên lạc với em. Tên là Butter Queen này. Butter Queen cái cây lớn nhá cô chú anh chị ơi. Chậu 45 gallon á, trái, trái chín đến nơi rồi. Em Nam Đốc Mai mà cái size khủng, size này là size lâu đời rồi. Trái lần trước nhà em có cả 100 trái mà ông chồng em ông tỉa rồi. Này, cái trái của nó này. Đẹp chưa? Đó, Nam Đốc Mai đó. Ai mà thích cây siêu khủng này thì liên hệ với em nhé. Bên cạnh nữa này, một cái em này là xoài thái luôn đó. Xoài thái cây lớn đó, ăn sống. Đây nữa này cô chú anh chị nhìn này. Trái chùm 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 chùm. Mà cái này nó là thuộc cái dòng xoài rất là sai trái. Trời ơi cô chú anh chị nhìn đi. Cái này già, một cái này em cắt luôn mà nó chưa có già. Chỗ này biết bao nhiêu là trái. 2, 4, 6, 8, 10 10 trái mà núp lùm vào đây. Trái không quá nhỏ mà cũng không quá to, chắc là nó nhìn đã nhiều trái quá đấy. Hôm nay sẽ review cái cây này cho cô chú anh chị quay, rất là sai trái. Trồng cây xoài là thôi đã đời luôn. Đấy, trời ơi. Nó trũng hẳn xuống con nhỏ này. Cái cành như này sợ gãy trái luôn á. Đấy, trái đó. Trái trùng 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 trùng. Trà xanh lại tiếp tục về với cái giá là 20 đồng một em, trà xanh của Nhật. Tốt cho sức khỏe nha cô chú anh chị. Dùng cái lá trà này để nấu nước. Cái lá trà này nó không có sợ lạnh đâu, nó chỉ sợ tuyết thôi. Mà cô chú anh chị để trong cái bóng râm rồi tưới nước bón phân cho nó thích lắm luôn đấy. Thích nước. Cho cô chú anh chị coi những cái cây xoài mà đang on sale clearance luôn đấy, là 120 này. Cây của em nó mạnh lắm, nó sống giữa trời như này này, không có cần che đậy gì hết á. Mà cái tượt nó ra này, cái tượt non nó ra là xanh mướt luôn. Cái lá này ăn được luôn đó. Cho cô chú anh chị quay. Mấy em Mungkunsi này là 80 đồng này. Cho cô chú anh chị quay. Mungkunsi rồi Nam Đốc Mai, size này là 80 đồng này. Đó. Còn cái em mà cao như cỡ 5 feet này là 100 đồng nhé cô chú anh chị. Là Maha chân lốc á, 100 đồng á, cao lắm. Đây là những cái em ổi thái dài không hạt, ăn rất là giòn ngọt mà có cây cao tới 5 feet luôn đấy. Đây nè cô chú anh chị nhìn này. Từ 4 đến 5 feet. Wow, cái cây này em nói rồi là nó đậu trái rất là dễ. Mà cái năm nay nó không có ra bông, nó ra một cái nụ nhúng 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 cái nó ra cái trái luôn này. Cô chú anh chị nhìn này. Ra trái dễ lắm mà chịu khí hậu khắc nghiệt rất là tốt. Giòn tan à, rất là ngon. Không hạt hoàn toàn. Có vườn gọi nó là thái vuông đấy. Nhưng mà thái vuông thì chỉ có kali nó mới đúng chuẩn. Còn đây là thái dài không hạt. Cái này hàng nhập khẩu từ Thái qua. Đây nữa cô chú anh chị ơi. Cái lá nó khác với thái vuông nhé. Thì nó cũng xem nó, tại vì nó không có hạt, nó cũng dài đó thì người ta gọi là thái vuông đó. Mà cái này thì là thái xít nẹt không hạt. Đây là một cái cây xô đũa đang có bông. Đó. Tiệm on sale là 40 đồng này, ai thích cây xô đũa này thì alo em tới vườn pick up nha. Đấy. Em nghe nói là cái thân nó màu tím thì nó là cái bông màu tím, còn cái thân nó trắng thì nó là bông màu trắng. Tại vì mấy em này chưa có nở bông, đang có nụ à. Mà dễ lắm. Còn đây là những em chanh dây trái đầy luôn. Chanh dây có trái luôn là 30 đồng một em này cô chú anh chị ơi. Đấy, chanh dây chua. Trái treo nùng lắng luôn này, chanh dây tím á. Đó. Còn cái em này là em chanh dây ngọt. Bông đẹp lắm, có mùi thơm. Bông thơm lắm, cái này thì on sale là 50 đồng một em. Bên này cũng chanh dây ngọt vàng, cũng 50 đồng một em on sale luôn.
Những em mãng cầu này giờ on sale xuống còn 100 đồng, 100 đồng một em. Còn một ít thôi, không còn nhiều nữa cô chú anh chị. Mãng cầu này khỏe lắm á, gốc to. Mà mãng cầu xiêm on sale xuống này còn 120 một em, cây bự lắm, nó đang ra tượt. 120 một em, on sale cho sạch chỗ này luôn là 120 một em cô chú anh chị nhé. Còn mãng cầu sầu riêng ruột vàng ấy, còn lại có 3 em thôi. Mãng cầu sầu riêng Nam Vĩ, Nam Mỹ, trái vàng mà to 1 kg á, còn 3 em. Còn đây là những cây bông như jasmine, mà double jasmine á. Này cho cô chú chị quay. Đây. À, có bông hết rồi, 40 đồng một em. Đi kèm với cây trà xanh là tuyệt vời. Uống nước trà và ướp hương hoa đó. Cây ớt thì 10 đồng một cây. Cuối mùa rồi mà trái vẫn còn này cô chú anh chị. 10 đồng một em. Tầm beauty này, cái loại trái lớn nha cô chú anh chị. Nơi này ai thích thì gọi cho em đó. Em này vẫn còn xanh mướt mượt này. Trái to lắm. Em gì nhỉ? Em này là em đu đủ lùn. Đu đủ lùn nha. Đó, đu đủ lùn. Đủ đủ luôn 20 đồng một em. Rồi những cây phượng đỏ gốc bự. Cây phượng đỏ này gốc bự này 90 đồng một em. Đó, cô chú anh chị cây khỏe lắm. Cây phượng đỏ 90 đồng một em. Cuối chương trình em sẽ đi khoe mấy cây nho thân gỗ lớn. Nhãn là 250 một cây, gốc to lắm, đang có trái. Cây nhãn này nhãn Hawaii Kohana. Ở đây cây nhãn này của chú anh chị ơi, còn một cây thôi, không có nhiều. 250 nha. Chậu 25 gallon. Nho thân gỗ loại đặc biệt của tiệm này. Của chú anh chị nhìn cái trái thích chưa? Đỏ chét luôn. Cái loại này rất là đặc biệt luôn. Ai thích loại đặc biệt này gọi cho em. Những cái em này đó cô chú anh chị nào mà thích đó thì liên lạc với em nhé. Cây nào cũng có trái hết cả rồi, bây giờ là đang ra bông luôn đó cô chú anh chị. Này, đang ra bông. Vừa ra bông vừa ra trái. Cây nhà em là cây già rồi nên là trái rất là nhiều. Nhìn cái cây này đẹp chưa? Tiệm đang sale á. Cho cô chú anh chị coi. Những cái cây mà dáng đẹp như này nó không có nhiều đâu cô chú anh chị ạ. Cây này rất là 3 lần, rất là đều. Đó. Cô chú anh chị nhìn này. Vừa đang ra bông mà vừa đang ra trái. Cây, những cái cây này rất là đẹp. Ai thích những cái cây nho thân gỗ như thế này á, thì liên hệ với em. Nó có nhiều size ở đây lắm. Ôi trời, cái cây này có 2 cái trái bự chưa? Vừa ra bông vừa ra trái. Đó. Còn cái em này thì rất là to. To vật vã luôn á. Này giống như là cái cây cổ thụ. Dáng rất là đẹp nhưng mà chưa có trái. Đấy là lý do tại sao mấy cô mấy chú mua cây thì em cứ khuyên nên mua cây có trái. Tại vì mình cây to cỡ này còn chưa biết bao giờ nó có trái. Đó. Cây này thế mà lại có trái à. Trời ơi cái cây này sao trái nó bự quá, cho nó có ít trái. Em xin đang đói. Em đang đói. Úi giời, em xoay. Trái to lắm nha cô chú anh chị. Trái này rất là to. Mà vừa ra trái lại còn vừa ra bông. Đó, cô chú anh chị nhìn đi. Tí nữa em phải hái hành mới được. Cây đẹp lắm. Nhà em đủ size giá thành những cái cây mà siêu to như thế này mà chưa có trái này. Em on sale là còn 800 đồng một em đó. Bán đây này, cây rất là đẹp, nhiều xếp lắm. Nào cho cô chú anh chị quay. Đẹp lắm nha cô chú anh chị. Đủ các kiểu hình hài khác nhau. Đâu rồi, vừa em thấy nè. Bạn này ra bông từ dưới gốc này. Hay không? Ra bông từ dưới gốc. Đó. Cây bự lắm, cây già rồi nha cô chú anh chị. Ra bông từ dưới gốc. Cây này. Cây này 1.500 này, cây rất là đẹp. Cây này thì em ship được. Cây này này em ship được, nó không quá cao. Cái tàn này em sẽ ôm nó lại và em ship đi được nha. Cây này 1.500, cây rất là đẹp luôn. Đó, em on sale quá trời sale này. Đó.
Này, bông là cô chú anh chị nhìn này. Bông nó ra này. Bông nó ra quá trời bông á. Đây, cô chú anh chị nhìn này. Đấy. Cây này thì là 1.200 này. 1.200 cây này này, gốc to nha. Đây, cho cô chú anh chị coi. Cây này cũng đang có bông luôn cô chú anh chị ạ. Em ship cây này được luôn cô chú anh chị. Nho thân gỗ rất là nhiều. Cây này thì dáng quá đẹp, ai không đòi hỏi phải có trái ăn ngay á thì rước em này về. Cây này dáng quá đẹp luôn, dáng đúng bonsai luôn. Không phải là cây nhà mình khen nhưng mà thực sự nó là như vậy. Cô chú anh chị nhìn này. Đó, cái em này này. Cái em này là kết ở cái thế. Đó, kết ở cái thế. Này. Cái thế của em này nè. Cái em này 750 nhá cô chú anh chị. Đang ra tượt mà cái lá non đẹp chưa? Em kết này, em kết ở cái bộ thế của nó. Bác nào mà có điều kiện thì cho nó sang cái chậu sành á, đẹp lắm, để trưng trước cửa. Xong rồi sư tử á, hai cái tượng sư tử á, đặt ở hai bên. Nhìn khí thế lắm. Đấy. Cây lớn nhà Tú rất là nhiều nha. Ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn cuối tuần tại IKT Nursery nhé. Cái nho thân gỗ này từ bữa đến giờ nó ra không biết bao nhiêu lần nữa rồi. Đây gọi là nho thân gỗ quanh năm chứ không phải là 4 mùa 3 mùa gì nữa này. Cứ hết này ra mà từ lúc ra bông cho đến lúc đậu trái là trong vòng 1 tháng là được ăn à, nhanh lắm. Đó. Mấy cô chú anh chị tiểu bang khác cứ nói em hái cho nhưng mà nhiều lúc ở đây này nó teo lại luôn rồi, không phải lúc nào là nó cũng đúng đợt của nó. Đây này giờ nó xanh nè này, hái được là còn sót được một trái ở trên cây này. Đó. Cây này thì thôi rồi nó ra trái rồi cô chú anh chị nhìn này. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào ngày mai tại IKT Nursery nha. Những cây nho thân gỗ mà trái chi chít như này là cái tuổi đời của nó rất là lâu rồi. Với lại vườn của Tú đang cân dọn dẹp và xeo rất là nhiều. Cô chú anh chị nào thích thì tới vườn Saboche nhiều lắm. Saboche vừa em quay rồi nhưng mà em sẽ sơ cho cô chú anh chị quay. Rất là nhiều nha. Chậu kìa, chậu mới về 35 gallon kìa. Đấy, 20 đồng một em. Thank you, bye bye.